Tường Vũ Nguyễn Hồng xin gửi lời chào đến tất cả quý anh chị và các bác. MC Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương cũng như là lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh chị nhà mình. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với anh chị một tác phẩm Phật Mẹ Quan Âm được chế tác trên chất liệu là gỗ trắc đỏ đen. Và đây là một tác phẩm với độ liền khối lên đến 99%, rất là giá trị luôn các bác ạ. Tác phẩm với tổng chiều cao là 83, chiều ngang là 30 và chiều sâu là 22. Và với hình ảnh Phật Mẹ Quan Âm của chúng ta, thì anh chị nhà mình thường thấy trong các gia đình Phật tử tại Việt Nam, trong văn hóa Phật pháp Việt Nam và Trung Hoa, Phật Mẹ Quan Âm được diễn tả dưới dạng là nữ nhân với khuôn mặt hiền từ, nhân hậu. Phật Mẹ Quan Âm luôn hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm, phải không ạ? Phật Mẹ Quan Âm chúng ta thì rất là đại từ đại bi, luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sanh. Ở đâu có tiếng than, có lỗi khổ là Phật Mẹ đều đến để cứu vớt và cứu độ, phải không ạ? Và em sẽ đi sát lại gần tác phẩm để anh chị nhà mình cùng được ngắm nhìn cũng là chiêm ngưỡng vẻ đẹp tổng quan anh chị nhé. Và hình ảnh Phật Mẹ Quan Âm của chúng ta với diện mạo rất là hiền từ nhân hậu, được có đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân của bên em phác họa vô cùng là chi tiết, đường nét cực kỳ là mềm mại và uyển chuyển luôn các bác nhá. Trên tay của mẹ thì đang cầm một bình cam lộ, bên trong là những dòng nước rất là thanh mát này, mang đến cho người ta những cái tâm thanh tịnh, hướng đến những cái điều tươi sáng trong cuộc sống, phải không ạ? Từng phần tà áo này, những phần nếp ướp của tà áo phô ra chất vân gỗ cũng như là đường nét vô cùng là mềm mại thanh thoát. Và bên cạnh đó thì là những bối cảnh, những bông hoa sen, những chiếc lá sen rất là mềm mại luôn, tượng trưng cho sự thanh khiết này, mang đến những điều bình an cho con người, phải không ạ? Và em sẽ quay đến mặt sau để anh chị nhà mình cùng được ngắm nhìn anh chị nhé. Mặt sau là một phôi gỗ rất là tuyệt vời, phô ra hai màu sắc đỏ và đen đan xen vô cùng là huyền ảo, chất vân gỗ rất là giá trị. Và nhìn tổng thể từ mặt sau thì anh chị nhà mình cũng có thể là nhìn ngắm được tác phẩm này với độ liền khối cực kỳ là cao, phải không ạ? Và em xin phép được báo giá tri ân cho anh chị nhà mình tác phẩm ngày hôm nay chỉ với mức giá là 14.800.000 đồng, bên em bao gồm cả phí vận chuyển và giao hàng toàn quốc cho anh chị nhà mình. Anh chị nhà mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em gái, được không ạ? Và với hai đầu số hotline kèm theo Zalo rất là quen thuộc 0971336318 hoặc là 0789336318, anh chị nhà mình có thể là kết bạn Zalo để được bên em gửi kèm hình ảnh cụ thể và chi tiết hơn, được không ạ? Cảm ơn anh chị nhà mình đã đón xem cũng như là lắng nghe video ngày hôm nay của bên em. Anh chị nhà mình thấy tác phẩm ý nghĩa, thấy tác phẩm đẹp và ý nghĩa thì cũng để lại cho MC một nút like và ấn vào ô đăng ký để có thể là cập nhật những buổi phát sóng livestream, những video mới nhất về những tác phẩm mới đẹp của bên em, được không ạ? Cảm ơn anh chị nhà mình rất là nhiều và em gái xin được hẹn em gặp lại anh chị nhà mình ở những video tiếp theo với nhiều tác phẩm mới đẹp hơn ạ.